à, bỏ muối vô cơm cho nó ăn. Ừ. Trời ơi, ăn mà ngon không thể tưởng luôn. Tại nó thấy lạ. Nấu là chỉ mở con đèn cana này thôi. Bụng của em rất là lớn rồi. Mà cô bác là ngay cả cái giống của em nó cũng lồi ra nữa. Gì bên trong đây không? Không, đừng lo. Để lại em không giữ giùm em. Mình không sống được nữa. Em muốn kết thúc sốt cho nó khỏe. Lúc đó em nhảy hào sao? Hào chút mà. Lúc em đau lắm, em lết ra được. Anh công nhận đi ngang thấy. Trời ơi. Cái bà em nhảy xuống kéo em lên. Nhờ em không muốn nhìn mặt mấy người ở sớm nữa. Bây giờ em sống mỗi ngày chỉ bằng thuốc là em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà em lên là em bất tịch, em quyết. Bác sĩ nữa giờ sống ngày nào hay ngày đó. Nè, bà cô bác xem này, cái bụng của em rất là lớn. Người ta cho miếng đục chai vậy nè. Tôi uống thuốc, tôi cũng bệnh dữ lắm. Ngày nào, hai ngày nãy thì khi nó cuối đời thì thôi. Chứ tôi cũng không mong muốn gì hết. À, Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác, chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong đang ở dưới Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An bà cô bác. Bữa nay là Phong cũng thu xếp đi xuống thăm hoàn cảnh của em Thí Hằng. Thì trong ít ngày trước thì Phong có đăng tải lên em Thí Hằng là năm nay là 35 tuổi ông bà cô bác. Thì mắc trong mình một căn bệnh là u xơ tử cung. Là cái bụng của em bây giờ rất là bự. Thì bự cả 5-6kg ngoài ông bà cô bác. Thì trong khi đó là bác sĩ lúc trước là chẩn đoán là cái u xơ này là cũng hiền. Nên là dự định mổ, nhưng mà tới chừng mà xét nghiệm ra thì ông bà cô bác biết không là em nó bị bệnh tim nữa, nên là không có mổ được ông bà cô bác. Thì bởi vậy bây giờ nó bự quá và cũng không biết sao nữa. Sự sống của em á là bây giờ bác sĩ nói là thôi về đi, sống được bao nhiêu ngày thì sống. Thì rất là đáng thương bà cô bác ơi. Thì bữa nay á, là Phong Nguyễn cũng thu xếp đi xuống đây, cũng có những cái tình yêu thương to lớn, những phần quà đầy ý nghĩa của quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân dành cho em Thí Hằng. Thì mà Phong cũng buồn thay một cái là em bệnh á, nhưng mà lối sớm thì cũng có rất là nhiều người thương yêu em, và bên cạnh đó là cũng có một số ít nào đó là cười chê. Phong biết cười chê là cái lý do như thế nào nữa. Thì trong những cái lúc mà buồn nhất, tuyệt vọng nhất, em Thí Hằng cứ suy nghĩ là giống như là mình là một gánh nặng trong gia đình, là một cái điều gì đó cười chê của xã hội. Là em đã nhảy xuống cái hào ông bà cô bác, nhảy xuống cái hào ở phía trước nhà để kết liễu bản thân mình. Nhưng lúc đó là những anh em công nhân là đi ngang qua thấy là em Hằng là thôi thớp ở dưới cái hào á, nên là chi hô và cứu em. Thì thôi bây giờ thì Phong Nguyễn cũng đã gần tới nhà ông bà cô bác. Căn nhà vô cũng hơi khó, nên là nãy giờ Phong Nguyễn lúc trước đã vô rồi, nhưng mà cũng vô cũng kiếm cũng đã đời. Tại vì nó hơi khó đi ông bà cô bác. Thì thôi trước nhất thì ông bà cô bác cũng thương Phong Nguyễn, cũng cho Phong Nguyễn xin một cái trời xe tới ông bà cô bác. Đây ông bà cô bác ơi, ông đang đứng giới thiệu xe vô nên là bắt buộc phải chạy vô bên trong. Thì có đoạn đường này đi vô là nó hơi nhỏ, là chạy là nó bị dễ bị quẹt tay lái á, quẹt tay lái hai bên hông á. Tại cái đường là chỉ vừa một chiếc xe, nếu mà lạng qua một cái nhẹ thôi là nó cũng bị vướng chiếc xe nữa. Ông bà cô bác là cũng thương Phong Nguyễn, cho Phong xin một cái like, một cái đăng ký chia sẻ một kênh nha. Chúc ông bà cô bác luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an nha. Tới căn nhà của em rồi. Dạ chào cô. Khỏe chú? Dạ con khỏe. Này, cô cho nó ăn là nó im hả? À, nhà thì lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ không bà con. Đây, à, cô cho nó ăn đi ra nãy hả? Dạ, dạ. Ở nhà có con Milu. Milu dễ thương, mà thấy người lạ thì nó sủa thôi. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi, cô bác ơi. Mình tới thường, có mình tới thường thì nó thương, nó quý thì nó bớt sủa mình. Còn ít tới thì nó thấy nó lạ, nó sổ hoài. Phong cũng nhờ cô để cho nó ăn uống gì cho nó bớt sổ. Trời ơi, cái con gì mà quậy nó cũng lạnh luôn. À, chào em gái. Bữa nay chú ở nhà không con?
Mai ổng đi ra ngoài ruộng ổng coi coi à. Ổng coi có nổi từ hôm qua. À bữa nay cũng đi ra ngoài ruộng làm hả? À. Bây giờ cho con Milo ăn không biết có gì cho nó ăn không, con ăn cơm trắng đó nè. Trời ăn cơm với nước không thường. Dạ. Nó thui còn nó không ăn mà nó. Dạ. Cô mới bỏ gì vô vậy? Bỏ gì đâu? Con thấy bỏ gì vô đây nè? Miếng muối cho mặn mặn. À, bỏ muối vô cơm cho nó ăn. Ừ. Trời ơi. Là bình thường chó ở nhà cô là ăn vậy hả? Như có xương đồ á thì có ăn gì có xương đồ á. À. Trời ơi. Về con thấy con còn thấy ấy mà không biết con Milo nó chịu ăn không đây nữa. À. Trời ơi. Ông nội ơi. Trời không đủ ăn. Dạ. Phải vậy. Nói thiệt con bà cô bác thương á, nhà không có đồ ăn nên nó chi con Milo. Nó đói quá trời à. À chứ cô xích ra đi cho con quay con Milo á con. À, con Milo là ăn cơm. Ăn cơm trắng mà bỏ vô miếng muối với chế nước vô mà nó ăn nó hực luôn bà cô bác. Nó đói dữ lắm rồi. Nhầm khi nhà những cô chú mà có điều kiện á, nhầm khi mình cho nó ăn mà nhầm khi nó còn không thèm ăn, nó cho thịt thả còn không thèm ăn nữa. Còn này cơm trắng mà với muối với nước mà ăn mà ngon không thể tưởng luôn. Trời ơi. À, lần sau mà nếu có điều kiện cơ hội Phong ghé Phong kiếm gì cho nó ăn mới được. Thương quá. Nếu quên bữa nay cũng có thấy nó thương quá. Ăn một thau cơm luôn mà mới đây muốn hết luôn bà cô. Trời ơi nó ăn hả một thau đầy dung mới được. Dạ một thau đầy dung luôn. Tại nó đói đó cô. Ừ. Tại nó sủa một phần nó đói đó, nó trong lòng nó không có gì ăn vậy nó thấy người lạ nữa. Đói. Nó bảo vệ gia đình mình. Trời ơi nó đang đói quá trời đói rồi. Giờ cho nó nhiều nữa nó ăn cũng hết nữa. Có khi cho ăn tương, có khi cho ăn muối. À. Đó. Phong muốn quay chi tiết cho ông bà xem á là cái sự mà khó khăn của gia đình. Tại nó thấy lạ. À, không sao không sao. Miễn tại nó sủa vậy là tốt cô. Tại người lạ thấy vậy sủa tốt chứ con không quá sủa vậy mà. Quánh à. Dạ, ở này. Này cũng có bây giờ chiều nay là có đồ ăn cho mày rồi đó nha. Để có thịt. À cũng 2 kg mấy thịt với sườn cốt lết. Đó, của rồi. Bạn con á. Bạn con muốn gửi. Trời ơi, thôi cảm ơn. Nghe nói hoàn cảnh em nó thì đưa hình cho bạn con coi á. Dạ. Nó mời chú Phong vô chú Phong. Gửi 200.000. Trời ơi, coi gửi 200.000 mua thịt. Thịt mà trời. Mua chúng ngay cái chỗ này nghe nói hoàn cảnh thương rồi, cổ bán gần 2 kg mấy á. Dạ. Lấy có 200.000 sườn cốt lết luôn. Mời chú Phong, mời chú Phong. À, ăn no rồi, nó đâu có sủa nữa đâu. Cô xin phép cô mở đèn cho nó sáng sáng được không cô? Cái đèn tôi nó cũng không có sáng mấy. Đèn đây. Này con có gì con trò chuyện với em nói thì cô cũng lấy thịt mình chế biến mình làm đi ha, cho nó tươi nó ngon. Không chút xíu làm mở ra không có sao đâu. Tôi con mới cũng mới vừa mua thịt á, mua thịt con xuống luôn đó. Mở ra vậy không có sao hết. À. Lấy nè. Sườn cốc lết. Trời ơi chú Hồng mua cho quá chừng nhỉ. Tươi lắm. Mới nha, ngon ghê không? À đưa cho em đó. Mừng không em? Ngày đó con. Cười. Em ngồi đi xuống rồi sáng giờ có ăn uống gì không? Em Phong đi thăm hoàn cảnh nào cũng giống như cũng bất ngờ không bà có. Mèo. Này. À gia đình mình dắt sáng ngày hôm nay ăn đi ha. Này hả? Này nhỏ được. Nhỏ em nó cho đó đó. À. Nó thấy không có tiền giờ thôi nó cũng lâu lâu à, nó cho cũng vậy mừng rồi. Có xin... khi không có gì ăn hết. À. Tại bữa vô con thấy mà. Thiệt, có bữa không có đồ ăn chứ không phải là... À, cô với chú thì có 2 người có con. Có gì ai nữa không? Dạ, thôi, được rồi, hôm bữa con chia sẻ, được rồi. 2 người con thì người con gái Út không con? Gái Út thì có chồng. Gái Út có chồng. Có chồng nhưng mà cũng khó khăn rồi, cũng không có giúp. Nó có, cũng đồ có, đồ ăn, có đồ ăn cho vậy. Đồ ăn đem qua. Nó cũng lo nuôi con mà. Dạ. Yeah. Rồi, thôi cô cũng... cũng ngồi bên cạnh em nó ha, để con hỏi... tình hình sức khỏe bữa nay coi sao. Xích đây nè cô, gần gần em nó cho nó. Cái nhà có bóng đèn mở cũng như không hả cô? Cái đèn vậy đó. Ờ. À, bóng đèn cũng lu câm mà đâu có thấy gì mà cô bác.
Còn tối tôi đóng điện là một tháng có 40 ngàn thôi, bốn mấy ngàn. Một tháng đóng tiền điện có 40 ngàn à? Chứ đâu có xài gì đâu, không có quạt máy, quạt tay vậy ngủ. Dạ dạ. Không xài quạt máy luôn? Không. Có cái quạt nó còn xài được. Nó cái quạt này nè, để nhỏ khi nào nó mệt quá thì nó quạt. À. Cô cũng cháo cho. À, mệt quá mới mở thôi. Mệt quá, chứ đâu có tiền đóng tiền điện nổi. Dạ, cô xích lên đi. Cô xích lên chút xíu đi, ngồi bên cạnh em cho con vô cái mít ha. Đóng cái tối thì đốt bóng cà na. Ừ. Cà na vậy gắn đây nè. Đó là đằng đó đó. À, trời ơi. Không thấy rồi. Bóng đèn cà na kìa ông bà cô bác. Nghe cái buồng mà đi lên đi xuống á. Đó, đó bóng đèn cà na nè. Là tối là chỉ mở bóng đèn cà na này thôi. Đặng cho dưới nó thấy luôn. À, một để ở đây là mở sáng ở trên ở dưới luôn. Ừ, sao cô nói gì? Nói cái gì? Dạ, cái mic đó để thu tiếng vô á. À. Rồi, để gắn em Thí Hằng ha. Ngồi. Ừ, phép em ha. Rồi sao bữa nay tới sức khỏe sao mà rưng rưng nữa? Dạ, em thấy bụng em nay nó hơi trồi cao lên, nó sắp tới ngày bị phù, em sợ. Sắp tới ngày bị phù nữa hả? Nó đã phù sẵn rồi mà sao là sao phù nữa? Như nửa tháng sau cái nó bự hơn. À. Nó càng to hơn nữa, giờ cái nửa tháng cái nó bắt đầu nó dần dần xuống thì nó như vậy. À. Em muốn nó to hơn nữa. Nay bắt đầu nó trồi lên hơn, cao hơn hổm rồi nè. Là mỗi lúc là nó bự bự hơn nữa chứ nó đâu có dừng ngưng tại đó ha. Nó bự hơn rồi cái nó phù. Vậy cả nửa tháng nó bắt đầu nó xẹp xuống là nó em cầm cái gì trên tay đó? Cái tờ giấy gì đó? Dạ, cái quạt của em á. Ờ. À, là chứng nào trừ khi nào là mệt lắm mới mở quạt máy thôi. Dạ. Thời thấy thương dữ vậy. Bữa thì bà con lối xóm cái cô mà thâu tiền nước á thì cũng có nói Phong á là hoàn cảnh đây là khổ khó lắm bà cô bác. Không, con nói vậy để cô bác để thương dạ, mình dạ, cô dạ, chứ dạ, không dạ, có... chứ gia đình đừng vậy có buồn con nha. Không có vậy hả, tôi hả trời ơi ủng hộ cho con, tôi uống thuốc tôi mừng lắm chú Phong người, mà chú Phong tới hả cực khổ tôi cũng mừng nữa. Dạ. Yeah. Chứ phải mà tôi buồn gì thôi. Bữa nay con không có quà cáp gì tới làm phiền gia đình mình quá. Không có, trời ơi chú tới vậy tôi mừng lắm đó, tại vì có tiền cho con tôi uống thuốc, ăn cho nó sống với tôi chứ gì mà hả. Em nay nhiêu ký? Dạ lâu lắm giờ em không có cân. Mà em ốm hơn hồi đó nhiều lắm, hồi em đi nhà thương là em 37 kg. Bữa giờ anh đăng cái clip em có xem không? Dạ có. Ừ, em thấy cô bác bình luận em vui không? Dạ em thấy cô bác nhiều, cô bác thương em thì em cũng mừng. Ừ, bình luận toàn là tích cực không à. Bởi nhiều khi bệnh tật vậy đó là cái tinh thần nó quan trọng nhất. Trước nhất là cái tiền bạc để lo bệnh, rồi cái thứ hai là cái động viên tinh thần. Con thì con không có gì hết trơn, có cái lời nói ủng hộ em thôi. Chú Công đi cũng cực khổ quá, chứ tôi cũng mang ơn chú dữ lắm, nặng chú phải giúp. Nhờ chú ấy vậy và mạnh thường quân cho con, tôi mừng lắm. Dạ. Yeah. Trời ơi cái bữa đó hả, trời ơi đó giờ không khi nào mà được 9 triệu. Nó nói mẹ ơi cái này con để dành con thuốc con uống. Nó mừng trời ơi, ta nói cả đêm nó ngủ không được, tôi nói mới ngủ đi, tiền chú cho mình rồi mà. Đưa gia đình giữ mà con không ấy. Cứ gia đình mình cứ giữ mà giữ cô cất cẩn thận nha. Nó giữ. À em giữ hả? Rồi có khi giờ nó đưa tôi. Ừ, nhưng mà nhà cửa vậy con cẩn thận đó nha. Dạ. Nay đưa tôi hôm rồi. Thôi để dành mẹ mua thuốc mà mẹ đừng có xài gì nha, mẹ không có xài à. Mà nhà em nó cũng không có chắc nữa, cái cửa làm sao nó mục hết trơn. Giờ này nếu có cô bác nào thương thêm chút đỉnh hay gì đó mình chắc không phải nghiên cứu sao. Chứ để nhà nguy hiểm, nhà thấy cũng như không gì đâu. Cái cửa này tấm này gắn thôi chứ đâu có chắc chắn. Nghe, tối cột dây. À, bên đây cột dây lum hết. Cửa mà cột dây sao an toàn được. Còn sao thì chỗ gánh đó. Ừ. Thấy thương quá ha. Chú thì quần quật già đồng để cũng kiếm chăn cơm. Kiếm chăn cơm. Dạ. Chứ giờ già rồi đâu có mạnh gì. Thấy thường quá, hôm bữa ông bà cô bác biết là em Thí Hằng cũng có cái điện thoại liên hệ được với phòng là cũng may mắn như lắm luôn á. Điện thoại nó cứ
điện 10 lần chắc điện chừng được 3 lần được, tại nó hư hoài. Sáng em mới tập pin nè, điện thoại này đó anh ta cho nè. À, anh ta cho đó ha. Nó cũng cũ lắm rồi, nó không có hát bên Bluetooth. Anh thấy được. Nó cũng bị bung rồi đó. Dạ, nó bị bể. Bị bể ha. Nói chung là cô bác cho anh cũng mừng. Ở bên này tới không có quà gì, em có buồn anh nha. Dạ, em đâu có buồn đâu nha. Anh tới là em mừng á. Hôm nay về tinh thần sao? Dạ, tinh thần em thì đỡ hơn rồi. Kiểu như em sẽ cố gắng đấu tranh với bệnh tật để tìm sự sống, để ông phụ lòng thương của ông bà cô chú dành cho em. À, đúng rồi, mình phải đấu tranh và giành giật nữa, giành giật để giành sự sống nữa. Dạ. Có ba với mẹ vậy thương quá rồi. Bữa Phong đi về, quay xong rồi về thấy chú về mà mình mấy đất cát không mà có lội với mương lên. À, thấy mình thấy xót luôn á. Thì nhà gia đình Phong cũng làm nông làm rẫy mà. Thấy ba mẹ mà kiếm đồng tiền khó mà lo cho mình nó cũng thương lắm. Mà em là cũng may mắn được cô bác thương cho mình chút đỉnh vậy đó. Vậy đó là mình phải nói là mình có duyên mới gặp được cô chú vậy đó. À, em cũng nói cái vấn đề ha, tại vì hôm bữa anh đăng tải lên á, chị Hương Phùng của anh bên Mỹ á, là thấy em thương quá. Thì nói giống như là coi con bé nó có mổ được không, rồi cứu nó đi em. Thì em cũng nói là vấn đề đó ha, tại vì chị Hương Phùng của anh là quyết tâm để cứu lấy em. Giống như mổ để cái phần bú á. Nhưng mà em cũng nói cặn kẽ với chị á, với cô bác biết là cái vấn đề mà tại sao mà không mổ được. Để cho cô bác với chị Hương dạ, biết đó, luôn ha. Dạ, tại vì bữa đó là bệnh viện Hùng Vương, mẹ em năn nỉ là người ta cho xuất viện, mẹ em năn nỉ ký giấy cam kết. Nếu như em có vấn đề gì á thì gia đình cũng không có bãi nại gì sao, là nói là mổ giùm em, thằng chị cho hết. Nhưng mà người ta không có làm, người ta nói là lương tâm người bác sĩ, biết không thành công người ta sao không làm, như vậy mất uy tín nên viện không làm. Nói chung thì gia đình mình với em với mẹ gia đình là cũng đã đồng ý, cho dù biết là ca mổ không thành công. Dạ. Nhưng mà em cũng yêu cầu là bên bác sĩ là tiến hành ca mổ. Dạ. Nhưng mà bác sĩ cũng có ký giấy cam kết rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là lương tâm đạo đức cái nghề bác sĩ là biết chết mà mổ như vậy sẽ không có được. Dạ, người ta không làm. Người ta không làm. Dạ. Nên bởi vậy là rất là nhiều cô chú Mạnh Thường Quân, đặc biệt là chị Hương Phùng bên Mỹ, kênh của anh á. Dạ. Thương rất là nhiều hoàn cảnh, thấy những hoàn cảnh ngặt nghèo như em vậy đó, cũng là một người phụ nữ, chị cũng vậy, chị thương, chị xem em giống như là một đứa con vậy đó. Dạ. Nên là nói em dáng cố gắng xuống, bây giờ nói còn sao, chỉ còn một tia hy vọng nho nhỏ thôi, thì chị vẫn cố gắng để giúp cho em nó, để có con đường sống, còn lo gia đình. Dạ. Nhưng mà không được rồi chị ơi, bây giờ nó tình hình nó như vậy rồi. Nhưng mà em khi mà nghe được những cái lời của chị Hương của anh á, chị Hương Phùng nói vậy đó, em suy nghĩ sao? Dạ là con cũng cảm ơn cô Hương Phùng đã thương con. Nhưng mà tại vì nếu bác sĩ mà không có giúp như vậy thì con cũng giờ con không biết làm sao. Bây giờ con chỉ sống là dựa vào thuốc thôi. Con hy vọng là có một phép màu nào đó ban bố cho con là uống chúng thuốc biết đâu con hết. Chứ ở nơi bác sĩ thì em đã tắt hết niềm tin rồi, tại vì bác sĩ trả lời thẳng luôn vậy rồi. À, nhưng mà anh hỏi một lần nữa ha, từ cái lúc mà em khám bệnh tới ngày hôm nay á, là đã bao lâu rồi? Dạ, lần mà gần nhất á. Đã là 4 năm rồi, từ đó trở về sau là sức khỏe em ngày càng yếu đi, cái bụng càng to to. À, sao mà lúc mà cái bụng em nó to lên như vậy em không có đi khám nữa? Tại vì anh nghĩ á, với cô bác nghĩ á, là bây giờ em đã biến chứng sang một cái gì á. Chứ u sơ tử cung á là nó, nếu mà nó bự nó cũng không có bự đến mức độ như vậy. Em cũng biết luôn, nhà từ sau sau này cái dì với mợ em có hùng tiền lại đưa em lên bệnh viện Hùng Vương. Ý là bao lâu rồi? Là bao lâu rồi? Lần nữa là cách đó 6 tháng sau á là có lên bệnh viện Từ Vũ một lần. Vậy là từ lúc mà khám tới nay là gần 4 năm trời em không có đi nữa. Dạ. Trời ơi. Thôi thì anh đưa ra cái quyết định như vậy ha. Thì nếu mà em với gia đình á, là muốn á, thì mình cứ lên bệnh viện khám lại một lần nữa đi, xem như thế nào, để coi nó tiến triển tới đâu. Chứ mà lỡ mà nó anh nghĩ là có nhiều cô bác nói là nó chuyển qua bên gan hoặc là như thế nào, nó mới bệnh nó bự vậy đó.
Chứ mà cái em cứ khám đi, tại vì gần 4 năm trời rồi. Hôm bữa anh cũng sơ sức một điều là anh nghĩ là mới cái bình án, thấy tưởng đâu là cũng mới, rốt cuộc nó còn lâu quá. Dạ. Cái lúc đó là u sơ tử cung em nó đâu có bự cái gì đâu, đúng không? Nhỏ lắm đúng không? Dạ, lúc đó nó cũng bự rồi, nó cũng nhạt nhạt cũng thấy bụng rồi. À. Bác sĩ nói là to có khoảng thai 6 tháng rồi. À, là lúc đó là tới cái bụng bây giờ là em thấy là nó giống như bây giờ 10 phần, lúc trước là bao nhiêu phần? Lúc trước chắc cũng cỡ khoảng là 7 phần rồi, nó to có khoảng thai 6 tháng. Trời rồi. Ơi. Vậy là nó cũng bự cũng 7 phần rồi. Cũng bự lắm rồi nên bác sĩ rất là hỗ trợ rất là nhanh. Không, nhưng mà nếu mà em hôm bữa giờ cũng có điều kiện của bác Mạnh Thường Quân giúp á. Dạ. Thì cũng có bảo hiểm đi khám một lần đi. Thì những lời góp ý của cô bác là cái tình yêu thương của bác. Tại vì nếu cô bác đã góp ý thì chắc chắn cô bác sẽ giúp đỡ cho mình nữa ha. Giờ đi khám là khám làm sao? Thì em cầm cái bệnh án đó đi, rồi đi tới bệnh viện mà bên cái khoa mà ung bú gì đó. Tại vì cái này là bên bú. Dạ. Bú là bên u sơ đó. Thì em đi bệnh viện ung bú em khám đi, trực tiếp coi bác sĩ coi đưa ra kết luận mà nó gần nhất, nó chính xác nhất. Dạ. Thì còn những cái phương án kế tiếp nữa. Tại vì chị Hương là nói là nhờ giống như là bên phía anh ba má Tâm Ngọc của anh nữa, là giống như là cái vấn đề là đi cái bụng bự quá thì, dạ, thì đi khám rất là khó khăn. Đi khó khăn em hả? Đi không nổi. À, đi không nổi ha. Thì cái đó là sự góp ý của anh thôi, còn cái sự sống của em với gia đình á thì em cố gắng. Dạ. Ha. Hồi đó thì mới phát bệnh lên thì em còn khỏe hơn, còn đi được, nhưng mà giờ hai cái chân em nó mỏi lắm. Nếu mà anh này ra xe em ngồi được không? Dạ. Giống như đi ra ngoài xe chứ cái đường này khó đi ha. Nếu mà đi ra xe em ngồi trên xe được không? Không, xe máy em ra đây xe máy chở ra ngoài em ngồi lên xe mà xe chở đi hơi xa xa chút được không? Dạ, từ đây ra ngoài thì gần gần thì được chứ xa hơn ngồi cũng nổi. Xa quá ngồi cũng nổi luôn hả? Dạ. Chỉ nằm thôi. Dạ, em chỉ nằm hoặc là đi đây xuống là sao rồi chứ em mới có đi đâu, em không có đi. À. Thì nói chung anh trao đổi sơ trước đi rồi coi tình hình như thế nào á thì mấy anh chị với ba má Tâm Ngọc anh góp ý thêm. Tại anh cũng còn chưa có đủ mà nhầm khi có những cái suy nghĩ nó sát sao hơn thì còn cái xe cộ hay là như thế nào đó mình phải nghiên cứu để đi khám. Dạ. Em ha. Ba má anh với chị Hương với mấy anh chị còn góp ý là giống như là đi bệnh viện mà nếu mà nó không có những cái gì mà nó giống bác sĩ cũng nói vậy đó cô. Dạ. Thì mình phải đi chạy thuốc nam, mà bên đây cũng có nhiều ông thầy tốt, thầy hay lắm. Chạy đi khám cho cái bụng nó xẹp xuống chứ cái bụng bự vậy sống đau đớn chịu gì nổi. Dạ, bự. Ừ. Hồi đó nó cũng thấy đã thấy cái bụng rồi. Rồi em đứng lên đỡ nổi không? Đứng lên nổi không? Đỡ đỡ em nó. Từ từ nha. Đứng từ từ thôi. À, bình thường em có sắp sáng em đứng ngoài đây cho nó sáng sủa, mình hít không khí trong lành đó. Có đi ra ngoài một chút à. À, em đi đứng rồi nhớ coi cái võng nha, để nó dướng cái chân là mệt lắm đó. Dạ. Ừ. Rồi, anh xin phép ha. Ừ. Đây thì cái bụng của em rất là lớn rồi. Mà cô bác là ngay cả cái dúng của em nó cũng lồi ra nữa. À, anh thấy thương quá. Em đứng có chút xíu vậy là nó mệt vậy không? Dạ, nó mỏi chân. Mỏi chân ha. Tại nó chằn á. À, giờ không ngồi xuống đi. Thế ban ngày mình chịu khó mình ra mình mình hít thở không khí rồi lấy không khí giác sáng cho nó tốt ha. Thì nãy giờ những lời anh nói thì em suy nghĩ em thấy sao? Đi khám lợi em thấy sao? Em thấy thì nhưng mà bây giờ sức khỏe em nó yếu, tại chắc đi chắc cũng khó khăn vậy lắm á. Nhưng mà mình phải cố gắng lên chứ. Dạ. Ừ. Em muốn sống mà anh nghe cái nghị lực em là rất là dữ luôn á. Dạ. Thì chị dám cố gắng đi ha. Mà chắc có lẽ anh giờ lên chợ anh chỉ khám thôi chứ bác sĩ cũng không làm gì. Ừ, kệ nó, thì khám rồi mới biết được chứ. Tại vì hồi đó mà nó nhỏ hơn, bây giờ nó to như vậy mà sức khỏe em này không còn, hồi đó sức khỏe em tại mình không hơn. Có biết được, lúc đó thì nó khác. Dạ. Sau 4 năm thì nó sẽ khác nữa.
để biết đâu rồi lên, nhiều khi bác sĩ nói bây giờ là nó cần cái gì đó, nếu mà trễ quá thì cứu em không được, đúng không? Bây giờ cô bác đang yêu thương mình đó thì mình dán là tranh thủ mình khám coi sao. Thì bác sĩ chê hoặc là như thế nào đó thì em, những lời của em nói vậy đó, thì mình cứ mình đi theo cái hướng thuốc nam, đi xuống những ông thầy thì ba má anh, nếu mà em đồng ý hoặc là có sức khỏe mình dám cố gắng thì đi xuống kia khám. Tại ông thầy nếu mà nói, ông thầy nói là nếu mà đúng bệnh nhưng mà thấy chữa được hay không là ông thầy xuống anh bắt mạch, nói một tiếng một thôi, được hay là không thôi, cái đó là cái đường cuối cùng của mình, thì tới đó mình cũng mãn nguyện, đúng không em? Thì cô thấy sao cô? Giờ tôi nói thiệt chứ giờ hồi đó thì tôi còn đỡ, mắt tôi còn ngấy rồi, chứ giờ đi với nó là tôi làm với nó không có nổi. Dạ. Tôi đâu có dìu dắt nó nổi. Thì có đứa em gái giờ nó có về phụ được không? Đứa em gái thì nó mắc con nó rồi, nó không có về phụ được, mới để mượn nó coi sao chứ. Đúng rồi. Tại vì mình gả rồi thì nó làm dâu mà giờ để mượn nó coi. Chứ nó có con nhỏ. Nếu mà con nghĩ là nếu mà em nó có xem chương trình này á, chắc chắn em nó sẽ với gia đình sẽ đồng ý thôi. Chứ giờ cô cũng thấy mắt cô cũng lem nhem, giờ với sức khỏe kém, cô cũng bệnh tùm lum, lo cho con chứ mà cũng chưa đi khám. Tại vì hồi đó sức khỏe em có thể còn gắn là kiểu như đi đâu được, giờ em đi cũng khó khăn. À. Chẳng đi vậy, cái chuyện nó té hổng nó. Tại vì cái bụng này nó nặng hơn ở đôi chân của em á, nên em đi nó khó. Nhưng phần em ốm quá. Với lại phần em tim nó suy nhược dữ lắm. Thì không, thì cái đó thì góp ý chân thành của anh với cô bác. Dạ. Thì gia đình mình cứ cố gắng. Tại vì bản thân của em á, thì em đã yêu thương cái bản thân của em rồi. Dạ. Mà mình có cần thêm một cái sự cố gắng với mà đi khám cụ thể coi sao. Dạ. Nó có tiến triển sao hay là có qua cái gì không. Còn nếu nó vẫn là u sơ thì tiếp tục về trị. Không có thể là mình chuyển, không phải là giống như cái loại thuốc đó. Thì anh nghĩ là nó cũng tốt đối với em. Dạ. Nhưng mà mình cũng giống như là mình suy nghĩ còn có thể là loại thuốc tốt hơn nữa. Dạ. Và những gì thầy tốt hơn có thể là cứu giúp em. Chứ mình không phải là thấy nó cái đó nó không có lớn cái bụng nữa. Rồi có thể là thấy nó tốt. Nhưng mà thật sự là nếu mà đi trúng một vị thầy khác là cái bụng có thể nó đã xẹp luôn. Dạ. Chứ chẳng thà mà em không có, anh không biết, nhưng mà những cô bác anh chị bên kênh anh không biết em á thì thôi, nếu mà biết không phải dáng cứu giúp, dù là còn một tia hy vọng ha. Dạ. Ừ. Anh nói vậy cho em có cái động lực, có tinh thần cho bản thân mình. Nha cô. Dạ. Chứ bảo đảm là cô nói với em gái của em Thí Hằng là nó đồng ý à, nó thì đồng ý rồi đó, nhưng mà gia đình chắc chắn là xem qua rồi thấy cô bác là nghe bản thân gia đình á thì yêu thương, thì cô bác ở ngoài còn yêu thương nó chứ gia đình. Dạ. Ừ. Anh này tính mạng con người mà lỡ em có trục trặc gì đó thì mốt đâu có tìm với em nữa. Dạ. Cuộc sống cho mình chỉ có một lần thôi chứ đâu có lần thứ hai được đâu. Chứ thấy em thương cái đó hôm bữa là Phong ghi hình xong rồi có cũng có tình yêu thương của cô chú, cũng có chút xíu à, hôm qua cô bác. Mà mừng dữ lắm luôn á, nói em nói là thu xếp ra anh chạy xuống. Nhưng mà bữa đó tới cả 6 giờ mấy tối mà chạy xuống nghe đầu đường luôn, mà trời mưa quá, Phong nghĩ sợ cũng phiền gia đình, nhưng mưa cũng đâu ghi hình được, nó ồn quá. Hôm bữa anh có quay đó, Zalo quá anh gọi anh quay đó. Dạ. Anh cho em thấy là anh cũng đã tới là tới cổng nhà em á, tới ngay cái đường quẹo vô á, nhưng mà mưa quá đâu có thể nào ghi hình được. Em gái lứa mà trong nhà ba mẹ cũng lớn tuổi nữa. Dạ. Anh mới đi miền Tây cũng mấy ngày mới vừa về. Về cả là anh tranh thủ luôn, hôm qua tại về tối. Chứ hôm qua mà còn sớm là anh cũng giọt xuống nữa. Dạ không có gì, tại cô bác phương xa mà còn yêu thương mình cỡ như vậy, mình đâu có xá gì cái sức khỏe mình có, mình cứ đi chứ đâu phải là mình có hoài đâu cô. Thôi đợi anh chút xíu ha, anh cũng có một cái món quà bất ngờ đầy tình yêu thương của một người bác của anh là bác Tấn ở bên Mỹ ha. Em đợi anh chút đi ha.
rồi mới ăn chưa no còn đói. Đổ nó bởi vậy. Cô hù hù nó thôi, đừng có đánh nó tội nghiệp. Nào, đi vô cô. Này, đây là cái món quà của bác Tấn anh ở bên Mỹ á, là tặng cho em đó. Mà em đoán được cái gì bên trong đây không? Dạ không, em đoán được. Ừ. Không đoán được cái gì trong đây hơn luôn. Dạ. Cô có đoán được cái gì trong đây không? Tôi có biết gì đâu đó. À, em mở cho đi, em mở cho xem thử đi. Ừ, từ từ nha. Wow, biết gì chưa? Dạ, một cái điện thoại. Điện thoại hả? Ừ. Không già anh. Cứng hả? Thấy em Thí Hằng có nụ cười đó không rồi cô bác? Mừng không em? Dạ mừng. Bất ngờ không? Dạ cũng bất ngờ. Tại đó giờ em chưa có xài điện thoại mới bao giờ. Mới 100% đó nha. Dạ. Ừ, cái điện thoại đó là anh mua mới 100%. Bên cạnh đó là tất cả những cái chương trình mà anh đã cài đặt sẵn cho em trong đó ha. Dạ. Là mạng cũng có luôn, sim cũng có luôn. Dạ. Là em có thể là nghe gọi những cái lúc mà anh có công chuyện gì đó, anh liên hệ với em. Từ những cô bác á, có nhắn nhủ em gì đó, anh sẽ liên hệ cho em cho nó thuận tiện. Dạ. Ừ. Đây là cái số điện thoại của em á, thì anh cũng lấy cái sim ở đây để cho em xài. Giờ này, cái số em cũng biết ha. Dạ. Ừ, ở đây. Thì bên cạnh đó, thì cái điện thoại này thì Phong cũng... À, có giá ở đây không bà cô bác? 2 triệu 990 ngàn là 3 triệu. 3 triệu, cái điện thoại 3 triệu. Tiền quá trời, thôi tôi ăn. Dạ. Nhưng mà một người anh của anh bán điện thoại á, thì anh 3 triệu mà anh có lấy có 2 triệu 8 à, anh bớt em 200 ngàn. Nghe đó. Nói là cái điện thoại mới em chưa biết xài. Ừ, em cứ bấm lên anh cài đặt sẵn hết thì dễ lắm. Em cứ bấm lên là xài thôi. Thì ảnh là nghe thấy hoàn cảnh của em vậy đó, cũng hùng phước 3 triệu anh lấy 2 triệu 8 à. Giờ bên cạnh đó là anh tặng luôn em cái sim. Cái sim mà cài đặt mạng sẵn luôn ha. Giờ bên cạnh đó là tặng cho em một cái anh đó là cửa hàng Thanh Lâm ha. Cửa hàng Thanh Lâm là lúc trước là ba má Tâm Ngọc là cũng mua tặng những cái hoàn cảnh đó, thì Phong cũng mua đó. Nói chung là ảnh không phải là cửa hàng lớn dữ, nhưng mà hàng toàn bộ là hàng chất lượng với uy tín là mới không à. Chứ anh tặng cho em cái tai phone nữa. Cái tai phone em kiểm tra coi nó nằm ở đâu ạ. Đây nè, tai phone. Ừ, để anh mà anh tặng cho em là tối em mở kinh Phật gì nghe đó. Đó, đây tai phone cũng tặng cho em luôn đó. Ừ. Thì tổng trị giá là anh chỉ lấy là đúng ra là 3 triệu mấy. Nhưng mà anh lấy chỉ có 2 triệu 8 thôi. Thì món quà lớn của bác Tấn. Bác Tấn ở bên Mỹ. Thì em cảm ơn bác Tấn giúp anh ha. Con cảm ơn bác Tấn rất nhiều à. Cho con cái điện thoại mới dặn con xài. Con cảm ơn bác Tấn. Rồi em cũng cảm ơn cửa hàng Thanh Lâm của anh Lâm giúp anh ha. Dạ. Em cảm ơn cửa hàng điện thoại Thanh Lâm. Thanh Lâm. Thanh Lâm. À. Của anh Lâm. Ừ. Cũng đã hỗ trợ một phần cho em để có điện thoại mới. Ừ. Anh bấm anh cho em thấy nè. Bây giờ nó rất là dễ sử dụng không mời cô bác. Đây. Đó. Chức năng thì Phong đã cài đặt hết rồi. Đó. Rất là nhiều ứng dụng. YouTube thì Phong đã bấm cái kênh của Phong để đăng ký luôn. Với anh Tâm chị Ngọc. Đây. Đây cái Gmail Phong đã nhờ anh Lâm để tạo cho em cái Gmail luôn ha. Đây. Kênh Phong Nguyễn thì ông bà cô bác cứ bấm là Phong Nguyễn thì nó sẽ ra. Để ông bà cô bác xong nhớ là bấm ủng hộ đăng ký cho Phong ngay đây ha. Đăng ký rồi like những cái đoạn clip. À, nếu mà thấy thương Phong á, là những đoạn clip ý nghĩa thì Phong bà cô bác cứ bấm like giúp cho Phong. Đây là những chương trình đầy ý nghĩa, những tình yêu thương của tất cả mọi thuộc quân kênh của Phong. Đây. Đây, vô là có quảng cáo ha. Có quảng cáo là có được ít tiền từ YouTube đó ông bà cô bác. À, bấm like thì ông bà cô bác bấm ở đây ha. Đó.
anh chờ đặt sẵn hết rồi, nhớ xem chương trình của anh nha. Dạ. Rồi đó, em thấy không, mới chạy rất là nhanh. Ừ. Tới chân thoát ra em thoát ra thì em cứ đó, bấm vô đây đó. Dạ. Em cứ bấm vô cái nút bên giữa nè, quay lại đó, rất là dễ xài ha. Dạ. Khi nào muốn tắt thì em bấm bên hông đây, bên hông đây đó sẽ tắt. Anh không có cài mật khẩu nên em dễ xài ha. Dạ. Thì ứng dụng đó em tìm hiểu mần mò thêm. Dạ. À sao mình à, phát biểu cái sự vui mừng của em sao cho bác Tấn với cô bác biết được không? Dạ em vui lại có cái điện thoại mới thì nó hết tắt nguồn rồi. Em được xem nhiều chương trình rồi, gọi điện đồ nó cũng dễ hơn, đỡ phải tốn tiền thời gian cái sạc pin nhiều nữa. À rồi, cảm ơn. Dạ con cảm ơn bác Tấn rất nhiều ạ. À. Con cũng cảm ơn luôn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước đã quan tâm với con. Ừ. À, yêu thương con. Con cũng nói gì giờ, con chỉ nói là và con sẽ cố gắng đấu tranh để giành được sự sống, để không phụ lòng của cô bà, ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong nhà ngoài nước đã yêu thương con. Con sẽ cố gắng hết sức. À. Ừ. Dạ con cảm ơn ạ. Khi nằm ở nhà nực nội cứ mình mở quạt đi cho nó mát. Dạ. Ừ. Chứ mình em khi sức khỏe mình nó không có, mình ăn uống rồi không có chất rồi quạt không có nực quá em khi mấy. Thấy thương quá mà cô bác cũng vì cái khó khăn nên gia đình cứ tận dụng tối đa một cái gì đó để tiết kiệm. Thì bóng đèn thì chỉ sử dụng một bóng đèn cana nhỏ xíu thôi mà để phát sáng từ trên của dưới luôn. Thôi trước khi về con ngồi ở đây trò chuyện với gia đình mình thêm một chút nữa ha cô ha. Dạ. Hôm nay có chuẩn bị ghế, có ghế ngồi. Một cái ghế. Ừ. Rồi, cố gắng lên, ốm quá chừng chút xíu à. Ừ. Điện thoại này ngon lắm ấy à, anh xài điện thoại không bằng điện thoại đó luôn đó. Mừng, dạ, mừng. Bấm điện thoại vô là nhớ bác Tấn ha. Dạ. Với cô Hương Phùng, cô thương em dữ lắm với nhiều cô bác nữa. Dạ, nãy giờ bây giờ em cũng không biết là trung tâm bú bây giờ giờ đi đâu nữa. Hồi đó em khám là nó còn ở đường cô ngồi đi cô đó. Không thôi thôi cái hơi gió cô, gió nó vô cái mít con nó ồn á, còn ở đường Lê Tăng Long mà giờ không mình đi ông bú là em đi là nhờ để kiếm đây có chuyến xe nào không đồng không, nhưng mà đi bệnh viện ông bú hoặc là bệnh viện nào người ta biết hết à. Chứ mình viện nào cũng được nhưng mà giờ em cắt tốt nhất là ông bú thôi. Chú hồi đó nhưng... nó nằm ở gần đây mà Gia Lai hồi đó xa lắm. Ở đường Nơ Trăng Long Bình Thạnh mà giờ em nghe người ta nói là nó giờ đi đâu em cũng biết. Thôi thì bây giờ cũng sắp qua hết tuần này thì cứ để qua tuần cũng được, sắp xếp thời gian đi mình đi. Rồi bữa nay em cũng có nhận được ít quà ha, thì anh cũng sẵn là anh trao cho gia đình em chứ cô bác mình Thường Quân cũng yên tâm. Tại vì tiền, không có bảo hiểm mà, chứ chủ yếu mình ở đây mình đi khám. À, đi khám để cho biết cái vấn đề. Bây giờ là ra ngoài nhà thương làm giấy xin chuyển tuyến khám mới được, mới khám được bảo hiểm, mới miễn. Còn đi lên cảnh ví dụ mình đi vượt tuyến là làm miễn ít lắm. Ông bà cô bác thấy em Thí Hằng nó cũng lo lắng đủ thứ hết. Bây giờ em mà đi là phải đi xin bảo hiểm. Mà anh nhà em hiện phải không biết sao đi xin bảo hiểm. Mà xin bảo hiểm người ta thấy bệnh nhân người ta mới cho chuyển tuyến. Là nó phải hai giai đoạn. Chứ nếu mình đi vượt tuyến thì không ta mà... Thì em anh nghĩ là tại vì cái vấn đề mà đi khám á. Dạ. Đi khám thì tốn là cũng không có bao nhiêu tiền hết. Tại vì nếu mà có vấn đề mà mổ hoặc là như thế nào đó thì là mới bảo hiểm người ta sẽ ấy vô, chứ mà khám á chỉ có mấy trăm à. Nên là em cứ đi khám đi, chứ mà nhầm khi đi xuống đây á thì em cũng đem bảo hiểm lên chỉnh cũng trình bày vậy đó thì ta giảm được bao nhiêu giảm. Chứ mà đợi em đi xuống ở dưới huyện ở đây mà nó lâu lắm. Ừ, thì đi khám đi ha. Chứ chừng nào bác sĩ nói những cái ca mổ này kia nọ mới tính nữa. Chứ mà em đi vòng tới vòng vui lui để sức khỏe em nó không ổn đâu. Ừ, thì anh nói vậy mình sắp xếp đi ha.
nay cũng thứ năm, thứ sáu, thứ năm. Ngày mai nó hết tuần rồi. Ừ. Để mọi người đi với mẹ chứ mẹ đâu có nhiều con nổi. Dạ. Dạ, tiền của bác hồi sáng cũng mới gửi anh để thăm hoàn cảnh rồi nè. Rồi. Ở đây thì có anh Hồ Văn Bình với chị Kim Anh lái xà lan ở Kiên Giang là hỗ trợ em là 500.000 ha. Dạ. Em cảm ơn anh Bình đi. Dạ, con cảm ơn anh Bình ạ. À. Với chị Kim Anh. Ừ. À, bên cạnh đó thì có anh chị Hằng, Hậu, Huệ, Hùng ở bên Mỹ là cô Năm là người liên hệ với anh ha, là gửi em là 200 đô là 5 triệu. Dạ, con cảm ơn Hằng, cô chú Hằng, Hậu, Huệ, Hùng. Cô chú Hằng, Hậu, Huệ, Hùng với cô Năm ở Mỹ. Với cô Năm ở Mỹ. Dạ, con cảm ơn ạ. Với bên cạnh đó là có cô của anh là cô Phước Nguyễn ở bên Mỹ là hỗ trợ em 2 triệu ha. Cảm ơn con cô cảm ơn cô Phước Nguyễn ạ. Cảm ơn cô Phước Nguyễn. À, với bên cạnh đó là chị Quanh Đỗ ở bên Mỹ là hỗ trợ em 100 đô là 2.500.000. Dạ. Con cảm ơn cô Quanh Đỗ và với cô Trân ở quận 6 là hỗ trợ em là 500 ha. Dạ, con cảm ơn cô Trân ạ. À, chị Trang ở quận 10 hỗ trợ em 500. Dạ, con cảm ơn chị Trang ạ. Cảm ơn. Với cô Nguyễn Thị Phước ở phường 9 quận 11 là hỗ trợ em 500 ha. Dạ, con cảm ơn cô Nguyễn Phước. Thị Phước, cô Phước. Với đặc biệt là bác Tấn anh hỗ trợ em với điện thoại 3 triệu nhưng mà anh đó là giúp đỡ hỗ trợ em thêm cái phần kia là chỉ có lấy 2 triệu 8 của bác Tấn anh thôi. Dạ, bác Tấn ạ. Bên cạnh đó bác Tấn anh gửi cho em thêm 10 triệu nữa. Dạ, con cảm ơn bác Tấn rất nhiều ạ. À. Ừ. Thì cái số tiền mà ngày hôm nay là em Thí Hằng nhận được là 21.500.000 không bà cô bác? Dạ, con cảm ơn các ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã thương con cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Mừng dữ không cô? Dạ mừng, trời ơi, tôi nói lớn tôi chưa có mà cái số tiền vậy. Nhưng giờ mà đã... bây giờ... Cô... Em cứ nói để cho em nói đi, không sao. Bây giờ nhà em vậy thì với số tiền lớn vậy em nghĩ là không có giữ được nên em nhờ anh Phong giữ lại giùm em. Em đã... định là nhờ anh giữ ha? Em nhờ anh giữ lại. Ừ. Để cái cô thấy này, sao? Ví dụ như em có... Ủa, giữ dùm mang ơn chứ đâu. Dạ, dạ. Chuyện gì thì... Anh chưa trao luôn mà nhờ anh giữ hả? Đó không, em không... em có dự tính trước vậy giờ. Dự tính hả? Anh sao biết có tiền dự tính? Tại vì nãy anh mới nói. Rồi. Tổng kết. Em thấy thương quá, mà anh thôi để anh đếm ha. Anh đếm tiền anh trao em đi rồi sẵn có hình ảnh đây đó thì em muốn gửi hay là như thế nào đó thì em gửi cho anh. Thì đây, cái số tiền anh đã đếm rất là nhiều lần, đây là 20 triệu. Ừ. Với 1 triệu 500 ha. 1 triệu 500. Nè có. Đây là 1 triệu. Dạ. 500 ngàn nữa. Đây, quá trời, tiền dạ. Luôn trời. Giàu dữ ha. Dạ, thầy đó, dạ em chưa bao giờ thấy được số tiền lớn vậy đó. Số tiền gì nữa. Dạ. Hôm nay 71 tuổi mà tôi chưa thấy mà được mấy triệu vậy. Hôm bữa tính ra là 9 triệu hả? Dạ. Với 9 triệu, với nay nữa là tính ra là 31 triệu mấy rồi. Dạ. Với cái điện thoại 3 triệu nữa là 30 31 34 triệu rưỡi. Là như 9 triệu hổm đi này 10 triệu. 10 triệu với lại 20 triệu. À 30 30 triệu 500 mà không? Vậy với cái điện thoại. Dạ, ơi quá trời lớn. Quá trời. Gửi lại anh Phong giữ giùm em. Nhiều em nói nhiều để cho cô bác với ông bà biết ha. Em gửi anh nhiều. Là anh nói là 20 triệu, em gửi là anh trước 20 triệu này. Ừ. Và anh này 1 triệu nữa là 21 triệu. À, 21 triệu gửi lại anh. Ngày tiệm bữa nhớ cất kỹ nha. Còn cái này là
em xin lại 500 này là để nếu như em có đi khám á, là có kinh phí em đi. Tiền anh hỏi ha, giờ cái 9 triệu bữa em có xài đồng nào trong đó chưa? Dạ, em lấy ra mua cái thẻ cào điện thoại là 50 ngàn. Rồi em ăn được 2 tô hủ tiếu 50 ngàn nữa. Vậy nhiêu đó thôi hả? Dạ, là có xài bớt rồi, còn 8 triệu mấy. Trời ơi, xài 100 ngàn ông bà cô bác. Đi thương quá. Thôi thì anh giữ cái phần lớn đi, còn cái này em giữ đi. Nói chung em giữ luôn đi, có 20 triệu chẳng để cho anh dễ nhớ, nhớ với anh ghi vô sổ luôn. Dạ. Thì em thấy tính toán gia đình mình tính toán với kỹ lưỡng vậy anh cũng mừng. Với tiền ông bà cô bác làm rất là cực khổ. Ai hoàn tiền cũng gia cũng cực khổ. Dạ đúng rồi. Tôi hoàn mình chết tôi cũng không có tiền. Thì Phong Nguyễn ở đây là giữ của em Thí Hằng là 20 triệu. Để em có cần thiết cái vấn đề gì đó thì Phong sẽ chi tiêu. Chứ cũng có cái điều kiện cơ hội mà Phong đi xuống. Cũng mong cô chú cũng thương em. Thấy hoàn cảnh thực tế là nó rõ ràng là rất là khó khăn, rất là khổ. Thì có thương em nó thêm cái gì đó thì Phong đón nhận hết. Tại gần ở đây á, thì Phong đi tới lui cũng tiện nữa. Thì Phong sẽ cố gắng hết sức để giống như cùng với cô chú Mạnh Thường Quân, để cùng có thể là cứu thêm một cái mạng người của một em gái trẻ trung và xinh đẹp nữa, 35 tuổi. Thì thôi bây giờ thì trước khi khép chương trình, rồi cô với em cũng nói thêm lời nào đó đi ha. Thôi tôi giờ tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp cho con tôi nó có được số tiền rằng nó uống thuốc. Tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn. Dạ. Thôi tôi với cảm ơn chú Phong nha chú Phong. Dạ, cảm ơn chú Phong. Con thì con cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã thương tình giúp đỡ con. Em mừng quá, rưng rưng nước mắt nữa. Em mừng không có khóc nữa nha. Dạ, đừng có nhảy hào nữa nha. Dạ không. Bây giờ em nhất định sẽ tìm. Dì, xin lỗi em cắt ngờ lời em ha. Nhớ là chút đồ ăn đó rồi có ấy cho có miếng xương xương sườn á với cho miếng thịt cho chó nè. Tội nó quá, nó đói mà kinh khủng luôn. Đói dữ lắm rồi, mặc dù là con biết là gia đình mình cũng không có đồ ăn. Nhưng mà bây giờ ông bà cô bác thì thấy con chó mà thấy còn thương nó, không có gì ăn nó cũng ốm thấy mồ luôn. Thì cho cơm mà cho nước mà bỏ miếng muối vào nó mà nó ăn mà nó ngon không thể tưởng. Thì lần sau có ghé cũng kiếm gì cũng cho nó ăn. Thấy nó thương quá, chứ mình thương nó thì nó thương mình lại. Thì thôi bây giờ Phong cũng xin khép chương trình luôn. Thì để cho gia đình em nó là tính toán để sắp xếp đi khám lại coi kết quả sớm nhất, cụ thể nhất coi nó như thế nào. Rồi biết kế tiếp là tính toán để cứu gia đình em nữa. Thì thôi thì Phong Nguyễn một lần nữa cũng cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã yêu thương kênh của Phong, giúp đỡ những hoàn cảnh bên kênh của Phong rất là nhiều. Thì chúc ông bà luôn bình an, vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và công việc luôn thuận lợi. Và chúc em khám lại thì có kết quả tốt nhất ha. Rồi, chào bà cô bác luôn. Chào bà cô bác.